Kính thưa quý vị, chương trình công nghệ được tiếp tục trở lại. Xin trọng vỗ tay đón chào phần trình diễn của ca sĩ Đặng Thế Luân. Alo, dạ, cảm ơn. Và để liên tục chương trình, Đặng Thế Luân xin gửi đến quý vị ở ngoài hơi lạnh lạnh rồi thôi nha. Đặng Thế Luân gửi một cái bài nó ấm ấm chút xíu nha, để chúng ta lấy không khí của mùa hè nha. Và gửi đến quý vị nhà phòng phụ trách lệ thuộc nhà Thị Thanh Sơn, nhà phòng Nỗi Buồn Hoa Phượng. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Biển đâu